Bản chất sám hối khác với tha thứ. Sám hối là dành để sửa lỗi lầm của bản thân mình, còn tha thứ là bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Nguyễn An có đặt câu hỏi: cho em hỏi, trong đạo Phật có nói gì về sự sám hối hoặc tự tha thứ không ạ? Vâng, sám hối thì là từ của Thiên Chúa Giáo, nhưng mà Đức Phật thì gọi là gì ạ? Từ bi hỷ xả. Chúa có nói một câu: thằng thà không biết đến sám hối. Định nghĩa của sám hối mà sám hối còn hơn là hiểu sám hối là gì mà không sám hối. Đấy, Chúa Giêsu có nói câu đấy. Còn Đức Phật là gì ạ? Tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả. Đấy, tứ bi hỷ xả là dành cho người. Còn trong đạo Phật thì chính là gì ạ? Là thiền định. Là thiền định, là chánh niệm. Vậy thì sự sám hối trong đạo Thiên Chúa với gì ạ? Chánh niệm trong đạo Phật là giống nhau. Cụ thể như thế nào gọi là sám hối? Sám hối là mình tìm ra những lỗi lầm của bản thân và thấy rằng ta không nên lặp lại những cái lỗi lầm như thế nữa. Và biểu hiện cụ thể trong đạo Thiên Chúa là mỗi một người sẽ xưng tội trước Chúa Giêsu, trước Đức Cha, trước Cha Xứ. Và bản chất xưng tội trước Cha Xứ là giống như họ có cơ hội được nhìn lại chính mình vậy. Và từ đó họ sám hối và họ không lặp lại những cái việc xấu xa mà họ đã từng làm. Đó là cơ hội giúp cho người ta sửa mình. Thế còn trong đạo Phật thì chánh niệm. Trong chánh niệm thì có hai cái pháp căn bản. Một là pháp thiền, quán tâm trên tâm, để nhìn lại những cái việc mình làm thì nguyên nhân đến từ tâm tham hay tâm sân hay tâm si, tâm mạn, tâm nghi, để từ đó tự mình sám hối với chính mình để không lặp lại những hành vi xấu xa ấy và hãy sửa nó từ tâm. Cách thứ hai trong đạo Phật là chánh niệm, chính là việc là trong mỗi một thời khắc thì mình có ý thức. Ý thức ở đây là chống lại dục vọng bên trong bản thân, ý thức chống lại cám dỗ ở môi trường bên ngoài, thì đấy cũng là một cách gì ạ? Sám hối với chính mình, sám hối với chính mình để nó không lặp lại. Vậy thì bản chất sám hối khác với tha thứ. Sám hối là dành để sửa lỗi lầm của bản thân mình, còn tha thứ là bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Chứ không, sám hối và tha thứ không là một. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của Nguyễn An. Vậy thì từ mai chúng ta ứng dụng cái này vào cái gì? Một là không tha thứ cho bản thân và chỉ tha thứ cho nó khi nó sám hối, tức là nó không lặp lại chuyện đấy nữa. Và hãy tha thứ cho người khác, vì ai cũng mắc sai lầm cả thôi. Hãy giúp họ để vượt qua những sai lầm. Cho nên Chúa Giêsu lại có một câu nói là đừng trách những người anh em do họ không biết mà họ làm. Vậy thì hãy tha thứ cho họ, vì thực ra ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai cũng muốn có cuộc sống tốt đẹp, nhưng vì do họ vô minh, Đức Phật gọi là vô minh, nên họ hành động như vậy thôi. Chứ bản chất là nếu họ biết là hành động ngu si như vậy mà nhận được một cuộc sống nó không an yên, không hạnh phúc, thì không ai hành động như vậy cả. Vậy hãy tha thứ cho họ, vì họ tội nghiệp hơn ta. May mắn là ta còn thông minh hơn họ. Rồi ạ, cảm ơn câu hỏi của bạn. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.